Đây là vết cắt của mình để sau chắc được khoảng 5 ngày các bạn nhé. Nó khô hết rồi nhưng vẫn chưa sùi đâu. Hôm nay mình tiến hành bó nhé. Vẫn chưa sùi rồi. Nó chỉ được cái này thôi. Hôm nay mình sẽ tiến hành bó bầu nhá. Bó bầu xem nó ra mắt của nó ra rễ thế nào. Rõ cái vết cắt này, vết ấy cành, và các bạn lưu ý là cái mép trên này phải cắt mịn nhé, mịn rõ ràng để cho nó đảm bảo nó sùi dễ. Chứ còn nhiều bạn mà cái vết cắt mà nó lởm sởm quá thì nó sẽ không sùi, không ra dễ được đâu, nó sẽ hỏng đấy. Xin giới thiệu cả nhà nhé. Đây là một cây hồng nhung quê. Đấy, là một cây chi. Hôm nay mình sẽ tiến hành, mình sẽ chiết nhé. Đó, mọi người xem đấy, chi cá lên. Đấy, cái chi chính cao lên trên. Đấy, nhưng mà bây giờ nó có một cái chi bé ở dưới. Bây giờ mình sẽ chiết bỏ cái thân chi bé đi, mình nuôi một cái chính thôi. Hôm nay đầu tiên là mình sẽ tiến hành để khoanh vỏ ra. Đây nha các bạn nha. Rất là to. Các bạn lưu ý là khi nó bật mầm thì mình cứ để cho nó lên nhé. Nó lên, nếu mà mình không muốn để thì mình cứ để nó lên đến lúc mà nó già rồi mình cắt bỏ thì sao cả. Cái hay của nó là mình được một cái gốc to, tạo được một gốc to, một cái thân bệ tốt. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiết cái cây này. Mình chiết thì mình khoanh vào đúng cái vị trí mắt này nhé. Vị trí mắt này. Dễ là dễ, nhanh là dễ. Bây giờ mình sẽ quanh đây, dùng con dao nhá, dao sắc, dao sẹt, dao chiết cây. Mình sẽ quanh đường xung quanh. Khi quanh mọi người nhớ kỹ là nó kịch, nó bập gì đó thì mình dừng lại, đừng quanh sâu quá mà nó vào phân gỗ nhá. Phân gỗ đó, hai dây thì khít khít nhau. Chúng ta lưu ý là chúng ta cố gắng là cắt cái vết khoanh trên nhé, cái vết khoanh trên này thật là mịn màng và rõ ràng, đừng để nó dập nát nhé. Thế còn cái dưới thì thế nào cũng được, bởi vì cái phần ra rễ là cái phần trên này, cái phần sùi sau này nó sùi và nó ra rễ ở phần trên này, thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thế còn ở dưới thì không để làm gì cả, thế cho nên là ở dưới thì nó sân sùi cũng không sao cả. Đấy, chúng ta tiến hành bóc vỏ. Đó. Lưu ý là đừng để nó xước nha. Một số cái cành thì có thể là chúng ta bóc được. Không phải là thợ làm vườn, thợ làm vườn nó nhầm
chơi thôi, chơi mình tự làm, làm cho nó đỡ phải đi mua. Thế nên là có thể là nó sẽ không nhanh như siêu mà. Người có vườn cây mà có xuyên ở đây bóc được không bạn ơi? Sạch luôn nhá, đó, vỏ bóc sạch luôn, nhưng chỉ có cái thân này, cái cành bánh tẻ này thì mới có thể là bóc được như thế, còn những cành già khó bóc lắm. Hoa hồng thì nó rất là dễ ra dễ. Có thể cắt dâm nó cũng ra dễ, nó cũng có thể là chiết nó cũng tốt. Có người chiết thì ngày xưa mình cắt xong ngay là xong, mình để phơi khoảng vài tiếng mình có thể chiết được ngay. Đó. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều kiểu, chúng ta cũng có thể để này để nó khô hẳn khi xung quanh cái vết cắt này nó sủi cái cục ra để nó bật rễ, thì lúc khi nó sủi ra thì ta bỏ bầu. Đấy, bây giờ mình tiến hành cạo hết cái lớp ấy nhá, cạo hết cái lớp màng nuôi, ngắt cái nuôi dưỡng chất từ cái dưới gốc nó lên. Video này mình sẽ làm cho các bạn nó lần lượt luôn. Nhiều người thì cứ bảo là hồng nó cắt dâm nó cũng sống, tại sao phải chiết thì chỉ cho mất công. Nhưng mà đôi khi chiết thì nó có cái cành khỏe, nó có cái cành khỏe thì chúng ta trồng nó đảm bảo và nhìn nó sướng. Đây là cái cắt tuyệt vời luôn, cái cắt tuyệt vời các bạn. Như đây là cành to thôi và cái cây này nó thoáng thì mới làm được này. Chứ nói thật các bạn, một cái cây nó bé mà cành nó bé mà một cái vị trí cắt nó khó khăn, làm vất vả lắm. Đấy, mình thấy chưa? Rồi, đẹp nhá. Thế là dọn xong. Này là để vài hôm nó sủi nhá. Nó sủi mình sẽ, lúc nó sủi bắt đầu mình bỏ bầu. Cái thời gian để nó sủi có thể là khoảng một tuần nhá. Có thể khoảng một tuần. Cũng có thể chỉ khoảng 3 ngày, 4 ngày chúng ta có thể bó được. Đây. Đấy, mình thấy chưa? Thấy vết cắt chưa? Để chiết đây nhá, mình cắt để chiết đây nhá. Cho rơm nhá, đây rơm nhá. Rơm là rơm phải dùng kéo cắt nhỏ. Đây mình dùng kéo cắt nhỏ. Đây, mình cắt nhỏ trong cái. Mình đánh đất này. Nói chung là các bạn ở thành phố thì các bạn có sơ dừa hoặc là bèo tây, cô các bạn cho. Mình đây thì mình chỉ làm đất thôi, mình làm đất mình cả chỗ nó dơ, chỗ dơ thì mình chiết hoa hồng nhé. Đây nha, cái túi bóng mình chuẩn bị đấy nha, túi bóng chuẩn bị chiết này. Đấy, sau khi chúng ta này chỉ trộn nó rất là mịn rồi nhá, chúng ta đừng để ướt nhá, này rất là đặc. Đấy, chúng ta nắm lại, có thể là bóp đây. Bóp cho nó quện vào nhau, bóp quện vào nhau. Mình làm này là tay vẫn sạch, tay không sạch.
như là nặn bánh luôn nhé. Này xong là bỏ vào bầu là xong. Đây là vết cắt của mình để sau chắc là khoảng 5 ngày các bạn nhé. Khô hết rồi, nhưng vẫn chưa sùi đâu. Hôm nay mình tiến hành bó nhé. Vẫn chưa sùi đâu. Bó chỉ được thế này thôi. Đây mình sẽ tiến hành bó bầu nhé. Bó bầu xem nó ra mức độ nó ra rễ thế nào. Đây nhá, giờ để mà bó bầu thì nó phải có chuẩn bị dây này. Và đấy, bây giờ cái đất này mình đã nặn nó như là miếng bánh nhá. Đấy. Này bây giờ chúng ta ốp vào đây, ốp vào phải cho nó chặt sát nhá. Đây là cái mép của nó, mép đã sùi, hơi sùi nhá. Đây các bạn nhìn nhá, này nhìn này, thấy không? Đấy, thấy không? Chúng ta nặn này. Dính vào nhau luôn, thấy không? Dính vào nhau nhá, không để nó ấy nhá, không để nó bị lỏng nhá. Đấy, cứ dính vào nhau, ta bó chặt vào. Bó chặt vào luôn. Các bạn lưu ý là không để nó xê dịch bầu nhá. Xê dịch bầu rất là nguy hiểm. Đầu tiên chúng ta phải bó phía dưới trước. Chúng ta sẽ buộc chặt phía dưới trước nhé. Đấy, dít thật chặt ạ. Dít dây thật chặt này. Đấy, dít dây thật chặt. Chúng ta tiếp tục bó cái phần trên. Trước khi bó phần trên chúng ta bó phần giữa này. Dây này thì đến mức thời gian là nó cũng sẽ ấy, nó sẽ hỏng. Đến lúc nó hỏng và cái bầu nó ra rễ là vừa. Đấy, khi nào chúng ta thấy trắng rễ ở đây thì tức là đã thành công, bầu chiết đã thành công. Đấy, đấy các bạn xem nhá, rất là nhanh, chiết rất là nhanh. Đấy, hôm nào nó sẽ ra rễ và mình cắt cành, mình sẽ tiếp tục quay nốt để phục vụ các bạn nhé.